Em không quan niệm với chuyện đó, bởi vì em thực sự thì cũng nói thật luôn, anh thì nhà con một duy nhất, bố thì mất sớm, chỉ có một mẹ một con thôi. Mẹ thì năm nay 64 tuổi, nhưng mà cũng mẹ em thì lại không có hợp với khí hậu của trong miền Nam. Kể cả cái chuyện ở rể thì chắc chắn là em không ở rể, bởi vì thực sự một câu là mình đâu có phải thiếu cái gì đâu. Mà cái quan điểm của người Bắc bọn em hay có cái câu là ở rể thì nó không được hay cho lắm, cho nên là em không ở rể. Hoặc là có thể là em về Tây Ninh, ví dụ như em với bạn Trầm này mà thương nhau thật sự và đi đến kết hôn thì đi về Tây Ninh ở thật, thì có thể là em chấp nhận em mua đất mua nhà ở Tây Ninh, chứ cũng không đến nỗi là phải về nhà vợ ở. Cái quan điểm của em là như vậy từ xưa đến giờ. Rồi, xin chào hai bạn. Mình tên Trần, hiện tại mình sinh sống và đang làm việc ở Tây Ninh. Công việc của mình là nhân viên văn phòng. Sở thích của mình là đi du lịch nè, chơi thể thao nè. Cái điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác. Quen là thích dọn dẹp nhà cửa và biết nấu ăn. Cái điểm yếu của mình là rất tự tính, không những là nơi sinh sống hay nơi làm việc đều phải gọn gàng và sạch sẽ. Mục đích mình tham gia chương trình thì cũng không có đặt nặng đến vấn đề là có tìm được người yêu hay không, vì nó còn tùy thuộc vào duyên nợ của mỗi người. Mình xin chúc cho những ai tham gia chương trình đều tìm được nỗi yêu thương của mình và chúc cho tất cả mọi người vượt qua cơn đại dịch lần này. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Đinh Văn Lợi. Hôm nay tôi 40 tuổi. Hiện tại thì tôi đang sinh sống và làm việc tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công việc của tôi là giám đốc chi nhánh công ty bất động sản Ánh Dương tại Bình Dương. Và cũng là kinh doanh thêm một số ngành nghề khác như bán vật liệu xây dựng và làm về chủ yếu về thiết bị vệ sinh đường chính. Công việc hàng ngày thì cũng rất bận rộn nên cũng thời gian thì cũng không có, nên đến ế đến giờ này mới được hôm nay đến chương trình thì cũng mong là ông may vào mối để tôi được tình yêu mới. Rồi, xin chào hai bạn. Chào dạ, anh. Xin chào anh. Bây giờ mời bạn gái giới thiệu về mình trước cho nhà trai nghe đi. Dạ em xin chào anh Huyền Linh, em xin chào bạn nam bên kia. Em tên Trầm. Em hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Em sinh ra và lớn lên thì ở Tây Ninh và hiện tại em cũng đang làm việc ở Tây Ninh ạ. Em làm việc gì Ngọc Trầm? Làm bên nhân sự anh. Phòng này căng lắm á nha. Dạ. Căng lắm anh ơi. Căng lắm. Rồi xin mời nhà trai. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào bạn gái bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Văn Lợi. Năm nay em 40 tuổi. Em sinh ra và lớn lên thì tại Hà Nam, nhưng mà hiện bây giờ thì đang sinh sống và ở Bình Dương. Hiện bây giờ công việc của em là làm bên công ty bất động sản và mua bán vật liệu xây dựng. Trong công ty thì em làm giám đốc anh. Em kiếm cho Trầm miếng đất ở Bình Dương đi em. Có luôn anh ơi. Bây giờ thì mình giới thiệu chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Trầm. Dạ, ưu điểm của em thì cũng vui vẻ, cũng sống thì tâm lý và biết quan tâm với người khác. Khuyết điểm của em là hơi kỹ tính. Đó, cho nên là đến bây giờ thì vẫn chưa tìm được người phù hợp. Còn Lợi? Em thì thật sự là trong công việc thì em cũng rất chi là năng nổ. Còn sở thích thì thích nấu ăn. Điểm yếu của em thì thật là nhậu nhiều, vì nó cũng mang cái tính chất về công việc. Hàng ngày là thậm chí là đi ăn, đi nhậu, đi tiếp khách này nọ kia, nó quá nhiều. Bởi vậy nó mới ế tới giờ này. Em thì em nhậu nhiều, thế nhưng mà đối với em thì có chừng mực, xỉn thì ngủ. Với thứ hai nữa là mang cái tính chất công việc, cho nên là mình không thể lầy được. Đã mà lầy thì nó có mất một cái hình ảnh của mình đi. Hình ảnh trong mắt mọi người là trong giới làm ăn anh, mà nhậu nó vào đi say xỉn thì thôi coi như là xong, chả làm ăn gì được. Mà đã đi nhậu với em thì phải nhậu cho đàng hoàng, hoặc là nhậu mà về mà cãi nhau với vợ con hay này nọ kia thì bận sau có làm cỡ nào đấy, có rủ cỡ nào đấy không bao giờ em đi nhậu. Có tăng thứ hai thứ ba tăng thì em đi nhiều. Tăng thì chắc chắn là nó trong cuộc nhậu của em có thể là kéo dài từ 11 giờ trưa cho tới đến 11 giờ đêm cũng có, nhưng mà tới 3-4 tăng cơ. Nhưng mà mình phải đúng chuẩn, kể cho dù là 4 tăng chăng nữa, xỉn thì chỉnh đi ấp vào đường. Có bao giờ nhậu rồi đi tăng 2, 3, tăng 4, tăng 5 rồi tới tăng Z luôn không?
Nhưng giết thì chưa. Nói chung là vẫn đi đường về chứ không giết. Đó, nói gì Trầm hiểu rồi nha. Trầm có mấy mối tình rồi? Dạ, đường tình duyên của em thì cũng hơi lận đận. Mối tình chính thức thì em có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc em còn đang học đại học, cũng mới bắt đầu về công việc nên là cũng tập trung vào công việc nè. Với lại do cái khoảng cách địa lý cũng hơi xa, cũng dừng lại. Còn mối tình thứ hai thì cũng cách đây là một năm, không có hợp về quan điểm sống, về suy nghĩ, về cách sống. Còn lại? Đường tình duyên của em thì có ba mối tình chính thức. Còn đang học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh thì lúc này em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì có quen một cô bạn gái là 7 năm, thì gia đình cũng không có đồng ý. Và lúc đó thì em nhà con một, nên cũng là mẹ thì muốn là sau này học xong thì về quê. Cô thì không đồng ý và gia đình nhà cô không đồng ý thì cũng chia tay. 7 năm là mối tình đầu tiên. Mối tình thứ hai thì được 2 năm, cũng xa cách rồi, cũng xa mà cách lòng rồi, dần dần từ từ nó phai nhạt đi. Năm 35 tuổi, năm bắt đầu mới quen một người nữa thì không hợp thì mình chia tay thôi. Bây giờ thì Trầm muốn mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em thì ngoại hình thì cũng dễ nhìn, có khuôn mặt sáng, nhìn vô thì thấy tươi sáng. Với lại là tâm lý, biết chia sẻ với lại người phụ nữ, vợ con, gia đình, không có tính gia trưởng. Về cái mặt địa lý thì không quá xa nơi em ở, tại vì yêu xa thì giống như là cái mối tình đầu tiên thì nó cũng hơi gặp trắc trở xíu. Tiêu chí vậy á, lại đáp ứng được bao nhiêu phần trăm lại? Em phải đáp ứng được khoảng 80%. Khuôn mặt thì em mình hơi bị tự ti tí, rồi mình không được sáng về cái phần đó. Còn về địa lý thì thực sự giờ bạn ở Tây Ninh, em ở Bình Dương, nhưng mà tới đây thì qua tháng thì em lại phải về Trân Thành, vì em có mở cái công ty vật liệu xây dựng dưới Bình Phước. Từ Trân Thành sang Tây Ninh thì chỉ có mấy chục cây số thôi. Đúng rồi. Mà Tây Ninh là bạn ở huyện nào? Dạ em ở Hòa Thành. Hòa Thành, Hòa Thành thì gần mà, từ Trân Thành qua đó có 60 cây à. Ủa là nhà anh ở Trân Thành ha anh? Anh Trân Thành cũng có nhà, Bình Dương anh cũng có nhà em ạ. Nếu mà mặt mình chưa sáng tại vì đi bán đất ngoài nó đen đó, thì mình rọi đèn vô nó sáng chứ có gì đâu sợ. Bây giờ chúng ta sẽ có 4 câu hỏi để các bạn có thể khảo sát xem trước khi gặp mặt mình có trùng khớp với nhau, mình có hiểu nhau một chút nào không nha, mình có đồng điệu với nhau hay không nha. Sau khi giãn cách, bạn thích nhất là làm gì? A là đi cắt tóc, B là đi ăn những cái món mình yêu thích. Lại, em chọn A, đi cắt tóc hả? Tóc em cũng đâu có dài. Em mới cắt rồi nhưng mà. Hả? Ông em là cứ nửa tháng đi cắt một lần đấy ạ. À vậy ạ. Là ngày hôm qua em mới đi cắt tóc. Còn Trầm thì thích đi ăn món mình yêu thích đúng không? Dạ đúng rồi, trời ơi. Vô đây em làm ở ba tại chỗ nhờ thèm đủ thứ hết anh ơi. Cho nên hết giãn cách là đi ăn liền. Anh khuyên lại đừng nên cắt tóc nữa lại. Em nên đi ăn món yêu thích với Trầm đi. Tóc em còn đâu cắt nữa. Dĩ nhiên là em phải đi rồi. Nếu như bạn gái thì cần bất cứ giờ nào em vẫn phải đi ăn với bạn gái. Nhưng mà cái điều ý là mình đang nói là cái điều đầu tiên thì em dĩ nhiên em phải đi cắt tóc. Vì đối với em, quan niệm của em đi làm việc trong công an việc làm cái răng cái tóc là góc con người, nên lúc nào cũng phải gọn gẽ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Điều gì bạn tự tin nhất ở bản thân của mình? A là có kinh tế vững vàng, B là có khả năng giao tiếp tốt. Cả hai cùng B, tức là bất động sản là phải giao tiếp rất là tốt mới bán được đất, còn nhân sự phải giao tiếp càng tốt hơn nữa. Điều bạn thích nhất trong ngày sinh nhật là gì? A là được người yêu tạo bất ngờ, B là cùng người yêu đi ăn với gia đình. Lợi thì B, còn Trầm thì A. Tại sao vậy? Thì em muốn là cái ngày sinh của mình ấy, và công dưỡng dục của cha mẹ, thì mình muốn là cùng với người yêu hoặc là vợ con trong gia đình đi ăn với gia đình. Em muốn là gia đình thôi. Còn bạn bè thì đối với công việc của em thì bạn bè là hầu như hàng ngày em có quan hệ và tiếp xúc hết rồi. Nên là cái ngày đó thì em muốn là dành hết tất cả lại để cho gia đình. Dạ, còn theo em thì bất ngờ thì cũng có thể là mình dẫn bạn gái về với lại đi ăn với lại gia đình cũng được, tặng quà hay gì đó thì cũng gọi là bất ngờ, chứ đâu phải là bất ngờ là mình không đi với gia đình được. Đúng rồi. Cho nên em chọn phương án A. Bạn thích chơi môn thể thao nào sau đây? A là chơi tennis,
B là cầu lông. Chúc mừng hai bạn đã chọn đáp án B. Vậy là hai người về chơi cầu lông được đó. Cầu lông dễ chơi hơn tennis. Bây giờ thì chúng ta đã có hai câu trùng quan điểm và hai câu không đúng quan điểm. Dù sao cũng 50-50 vậy là tốt rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến với vòng gặp mặt. Mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi kết nối hai bạn nhìn thấy nhau. Dạ em chào anh ạ. À, chào em. Còn em thấy anh sao? Thấy anh thì cũng trưởng thành, tại vì anh thì cũng 40 tuổi rồi thì dần trưởng thành. Thì nói chuyện thì cũng vui. Thì trước tiên thì em thấy đường dậy, còn tiếp xúc thì mình mới hiểu thêm được. Vui thì anh vui lắm em. Anh cười suốt ngày à? Anh yên tâm em. Dạ. Em thấy lòng biết mà. Thấy vui đó, hai người cũng vui đó. Chúng ta có các câu hỏi để các bạn có thể hiểu với nhau nhiều hơn nha. Anh chỉ là đưa câu hỏi thôi, rồi hai bạn cùng nói chuyện với nhau nha. Nếu người yêu bạn thường là phải làm việc về trễ hoặc là tiếp khách tới khuya thì bạn thấy thế nào? Theo em thì nếu mà người yêu mà lừa thường hay làm trễ hay tiếp khách tới khuya thì cũng tùy vào trường hợp, có giới hạn chứ. Ngày nào cũng nói lý do công việc đi trễ ngày nào cũng như thế thì dần dần thì nó sẽ có cái khoảng cách. Ví dụ như một tuần thì đi khoảng 2-3 ngày, 1-2 ngày gì đó thì mình còn chấp nhận được. Chứ một tuần mà mình đi cả tuần luôn, rồi đâu có thời gian đâu mà gặp gỡ mà hiểu nhau được. Còn anh thì cũng như em thôi, trong là công việc thì mình cũng không phải đấy, cứ lấy công việc đổ lỗi cho công việc là anh phải đi nhậu hay là em phải đi nhậu. Còn đối với anh thì nó dễ hơn em một cái là anh vừa là chủ của công ty thì cũng vừa là giám đốc, thì có thể anh đi ăn đi nhậu như vậy thì anh đi tiếp khách, trừ những cái lúc mà anh đi gặp khách hàng này nọ thôi. Còn nếu mà đi ăn uống với nhân viên này nọ kia có thể anh đưa vợ người yêu anh đi theo thì nó là bình thường. Câu hỏi tiếp theo, khoảng cách địa lý có phải là vấn đề quan trọng trong một mối quan hệ tình cảm hay không? Theo em thì nó cũng không quan trọng lắm. Cái khoảng cách địa lý thì nếu mà mình tin tưởng ở đối phương thì nó sẽ không có quan trọng. Còn ví dụ như mà mình không tin tưởng thì mình cứ xảy ra nghi ngờ là bạn của mình đi đâu hay dối mình hay là gì đó thì nó sẽ xảy ra xích mích. Còn nếu mà mình tin tưởng thì sẽ không có vấn đề gì. Còn anh sao? Còn, anh thì theo anh thì cũng như em thôi. Cái quan điểm của anh, mình sống mà đã không yêu thương thì thôi. Đã quen nhau thì mình phải tạo cho nhau một cái sự tin tưởng, chứ không có phải hỏi là tí, hỏi anh đi đâu hay em đi đâu làm gì. Rồi câu hỏi tiếp theo, nếu người yêu muốn nghỉ hưu khoảng 50 tuổi để an hưởng thú vui, điền viên trồng rau nuôi cá, sống cuộc sống thanh bình, muốn về quê hưởng thụ thì bạn sẽ nghĩ thế nào? Điều đó thì tốt thôi, tại vì mình làm việc thì cũng đến 50 tuổi rồi. Thì nếu mà mình có được cái tài chính thì mình về làm vườn đồ thì đó cũng là thú vui thôi. Chứ không có gì mà mình không đồng ý hết. Còn anh thì có cái dự định nó sớm hơn một chút. Thực tế thì năm nay anh 40, nhưng mà cái dự định, cái ao ước của anh là vào khoảng 45 tuổi. Thì anh muốn là mình đến cái lúc đó mình sẽ có một cái kinh tế nó ổn định, mình sắp xếp hết một cái ổn định và một cái quy trình nào đó thì mình sẽ về một cái vùng quê. Đấy, là có ao hồ rồi nuôi gà nuôi cá, sống cuộc sống an nhàn. Có thể là một tháng thì mình ở trên đó 20 ngày, còn mình đi xuống dưới thành phố này mình làm 10 ngày. Thì lúc đó thì chắc chắn là con cũng chưa thể lớn được, thì mình vẫn làm, nhưng mà mình sẽ có người làm, hoặc là anh sẽ một cái cách gọi là làm một cái cách mà mình điều khiển từ xa. Thì anh muốn là ước nguyện của anh là đến 45 tuổi ấy, trễ nhất là 50, nhưng mà như vậy thôi. Trời nó cũng hơi sớm, biết là 45 tuổi về giường rồi đó hả? Vâng, em là quan điểm em là vậy đó anh Linh. Thôi vậy anh 50 anh chào các bạn nha, anh về giường luôn. Không, chương trình này thôi anh Linh còn trẻ mà anh Linh. 50 là anh về đó. Không, đấy là cái dự định của em, cái dự định của em là như vậy. Bây giờ mình thêm câu nữa nha. Hai bạn chuẩn bị kết hôn thì người yêu mới nói là bạn sẽ phải ở về cùng nhà chồng, nhà vợ. Vậy thì bạn suy nghĩ thế nào về điều đó? Kết hôn bạn trai mình mới nói, chứ không nói trước. Cần thiết thật sự là mình phải về nhà chồng thì mình đồng ý thôi, chứ cũng không có vấn đề gì.
Tại vì bây giờ cũng mọi thứ thì cũng đã chuẩn bị hết rồi. Chứ thật ra thì ai cũng muốn sống riêng hết. Có lý do thì cần thiết thì bạn trai kêu về thì mình thấy hợp lý thì mình chấp nhận thôi. Còn nếu mà vì một lý do khác hay gì thì mình cảm thấy không hợp lý thì không chấp nhận, thì đó tùy vào cái trường hợp lúc đó nữa. Đúng rồi, nhưng mà mình cũng hơi sốc là tại sao là ông xã mình không nói trước với mình. Thì để ông dụ cho nó đám cưới ông. Đúng nói. Rồi, chỉ sốc có vấn đề là không nói trước thôi. Chứ đúng nếu rồi. Mà nói trước thì mình có thể cảm thông vẫn được. Đúng rồi. Theo em thì mình cứ nên chia sẻ hết. Chia sẻ hết mọi thứ. Thì nếu chấp nhận được thì sẽ chấp nhận ngay từ đầu. Chứ mình đợi cận quá nói vậy thì đôi khi nó sẽ phản tác dụng. Nhiều ông sợ nói giờ không đồng ý. Chờ cưới xong rồi. Dạ đúng rồi. Thí dụ đặt ngược trường hợp, ngược lại thì sao lại? Em không quan niệm với chuyện đó. Bởi vì em thực sự thì cũng nói thật luôn. Anh thì nhà con một duy nhất. Bố thì mất sớm. Chỉ có một mẹ một con thôi. Mẹ thì năm nay 64 tuổi. Nhưng mà cũng mẹ em thì lại không có hợp với khí hậu của trong miền Nam. Kể cả cái chuyện ở rẻ thì chắc chắn là em không ở rẻ. Bởi vì thực sự một câu là mình đâu có phải thiếu cái gì đâu. Mà cái quan điểm của người Bắc bọn em là hay có cái câu là ở rẻ thì nó không được hay cho lắm. Cho nên là em không ở rẻ. Hoặc là có thể là em về Tây Ninh. Ví dụ như em với bạn Trầm này mà thương nhau thật sự mà đi đến kết hôn thì đi về Tây Ninh ở thật. Thì có thể là em chấp nhận em mua đất mua nhà ở Tây Ninh. Chứ cũng không đến nỗi là phải về nhà vợ. Cái quan điểm của em là như vậy. Từ xưa đến giờ. Trời. Ok. Ừ. Bây giờ hai bạn có 5 phút để trò chuyện với nhau. Về vấn đề quan điểm về con cái nè. Quan điểm về sở thích nè. Quan điểm về kinh tế, tiền bạc ai giữ nè. Có thể trao đổi thoải mái với nhau. Rồi 5 phút. Mời hai bạn. Ví dụ như khi mình quen rồi tiến tới hôn nhân thì anh muốn sống ở đâu? Mà kết hôn rồi thì anh muốn sống ở Bình Dương. Nhưng mà đi ra thì anh lại đang là cái hướng là sang tháng thì anh khai trương cái cửa hàng công ty mua bán vật liệu xây dựng, khả năng là về Trân Thành sống. Dạ, hồi đó em có học 4 năm ở Bình Dương. Nên Bình Dương thì cũng có nhiều kỷ niệm. Rồi nếu mà cảm thấy hợp thì anh nghĩ khi nào kết hôn là thích hợp nhất? Anh thì nếu như kết hôn thì bây giờ tuổi thì cũng là năm nay anh cũng là lớn rồi. Nếu mà so về tuổi thì cũng là trưởng thành rồi. Năm nay cũng 40 rồi. Trong vòng khoảng 1 năm đổ lại. Hoặc càng sớm càng tốt. Còn em thì sao? Em thì cũng vậy. Tại vì cũng đến tuổi kết hôn rồi. Thì cảm thấy hợp thì mình kết hôn, còn sinh con đẻ cái rồi chăm sóc gia đình nữa. Chứ mình quen lâu thì cũng vậy thôi. Cảm thấy hợp thì mình tiến tới. Vậy là tốt rồi. Bây giờ thì hai em sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Lại cảm giác về Trầm như thế nào? Sau khi gặp thì em thấy cảm giác Trầm một người tuổi thì cũng là tạm cũng là được. Và thứ hai nữa là công việc thì cũng là cũng cảm làm bên nhân sự nữa. Hay là rất chi là Trầm nhưng mà có khả năng là nó hơi lên. Đấy, không phải là lúc nào cũng với nhau quá, hoặc là kể cả từ cái phong cách ăn mặc nó cũng đừng có lố lăng quá. Hiện đại thì em vẫn thích. Còn Trâm, em cảm nhận anh Lợi thì cũng ấm áp, chân thành, trưởng thành, với lại thì có công việc cũng ổn định, có suy nghĩ, có định hướng về tương lai rõ ràng, ổn. Em có nhận làm nhân sự cho phòng mình không? Có chứ, bên em đang thiếu nhân sự anh Linh ạ. Anh làm giám đốc mà sao vô làm nhân sự được anh? Chưa chắc, biết đâu, bởi vì quá yêu thương nên ta không làm giám đốc, ta vô ta làm dân đúng sự. Rồi, rồi. Bây giờ mình đưa ra quyết định nha các bạn nha, sau 3 tiếng đếm. 1. Cái quan điểm của anh, mình sống mà đã không yêu thương thì thôi. Đã quen nhau thì mình phải tạo cho nhau một sự tin tưởng. Chứ không cứ phải hỏi là tí, hỏi anh đi đâu hay em đi đâu làm gì. Dạ, còn theo em thì bất ngờ thì cũng có thể là mình dẫn bạn gái về với lại nhà đi ăn với lại gia đình cũng được, tặng quà hay gì đó thì cũng gọi là bất ngờ, chứ đâu phải là bất ngờ là mình không đi với gia đình được. 2. Kể cả cái chuyện ở rẻ thì chắc chắn là em không ở rẻ, bởi vì thực sự câu là mình đâu có phải thiếu cái gì đâu. Mà cái quan điểm của người Bắc bọn em là hay có cái câu là ở rẻ thì nó không được hay cho lắm, cho nên là em không ở rẻ. Em chấp nhận em mua đất mua nhà ở Tây Ninh, chứ cũng không đến nỗi là phải về nhà vợ. Cái quan điểm của em là như vậy. Em thì cũng vậy, tại vì cũng đến tuổi kết hôn rồi thì cảm thấy hợp thì mình kết hôn, còn sinh con đẻ cái rồi chăm sóc gia đình nữa. Chứ
mình quen lâu thì cũng vậy thôi, cảm thấy hợp thì mình tiến tới. Và ba, xin mời hai trái tim rất đẹp ha, tình yêu bắt đầu sinh sôi nảy nở ngay từ hôm nay. Chúc mừng hai em. Chúng tôi sẽ trao đổi số điện thoại liên lạc để các bạn có thể nói chuyện sau khi kết thúc chương trình các bạn nhé. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc.